Vâng, em lại xin chào mừng các bác trở lại với công ty Trung Thực Auto. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác gọi là khoảng gần 20 chiếc Fortuner hiện tại đang còn có thể giao dịch. Còn lại một số xe thì đã nhận cọc, rồi một số xe thì chưa về các bác nhá. Em sẽ chỉ và giới thiệu những chiếc xe mà đã sẵn sàng gọi là lên kệ ở showroom. Rồi, chúng ta cũng bắt đầu đến với chiếc Fortuner đầu tiên ạ. Đây là chiếc máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2018 các bác nhá. 2018, biển tỉnh tên công ty ạ. Biển tỉnh tên công ty. Đây, số sàn thì nó cái thanh này nó sẽ là màu như này. Đó, 2018, biển tỉnh tên công ty. Chiếc này thì em đang có mức giá mong muốn là khoảng hơn 800 triệu đồng các bác nhá. Hơn 800 triệu đồng. Đó. Tiếp tục chúng ta đến với chiếc màu trắng ạ. Đây là chiếc máy xăng một cầu sản xuất. Đây có xe đi qua. Đây là chiếc máy xăng một cầu số tự động, lăn bánh năm 2017 và sản xuất năm 2016 các bác nhá. Biển Hà Nội, tên cá nhân và được một chủ sử dụng từ đầu ạ. Đó. Số km đã đi là 7,3 vạn km zin nha các bác nhá. Đó, số km này là 7,3 vạn. 2017 đến giờ là khoảng 45. Đó, cũng là một con số rất là bình thường. Và đây là số km zin, em xin cam kết. Đó. Rồi, ở thời điểm lăn bánh mới thì chiếc xe này là biển Hà Nội đây rồi. Thời điểm lăn bánh mới thì chiếc xe này sẽ có giá là khoảng 1 tỷ 160 triệu đồng. Đó, thời điểm 2017. Còn hiện tại thì chiếc xe đang thuộc sở hữu của công ty Trung Thực Auto. Và công ty Trung Thực Auto là đang mong muốn mức giá cho chiếc xe này là khoảng hơn 800 triệu đồng. Đó, cũng hơn 800 triệu đồng. Và mức giá đó thì em hoàn toàn có thể quyết định một cách linh hoạt. Đấy, để cho nó phù hợp với cả thị trường. Đúng không ạ? Thì em vẫn có thể gọi là tinh chỉnh thêm về giá các bác nhá. Rồi, và số tiền mặt các bác cần chuẩn bị cho mẫu xe này chỉ khoảng là 250 triệu đồng là các bác có thể lấy xe về, còn lại trả dần hàng tháng. Rồi, đây là một chiếc màu cũng gọi là khác lạ một chút. Đó. Chiếc này của em là máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2020 ạ. Biển tỉnh tên cá nhân và số km đã đi là khoảng 1,7 vạn ạ. 1,7 vạn. Sản xuất 2020 mà, nó mới lăn bánh được khoảng 1 năm thôi. Ok, giá lăn bánh mới thì nó sẽ là khoảng 1 tỷ 1. Giá hiện tại mà công ty Trung Thực Auto đề xuất cho chiếc xe này sẽ là khoảng hơn 900 triệu đồng các bác nhá. Hơn 900 triệu đồng. Đó. Rồi, chúng ta đến với chiếc tiếp theo. Đây là chiếc máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2018. Biển tỉnh, số km đã đi là của chiếc này là 5,5 vạn nha các bác nhá. Đây, và đây là màu nâu cà phê. Khi trong điều kiện ánh sáng đủ sáng thì nó sẽ là các bác sẽ nhìn ra màu nâu, còn tối thì các bác sẽ cảm tưởng nó là màu đen. Đó. Và mức giá mong muốn của công ty dành cho chiếc xe này cũng chỉ khoảng là hơn 800 triệu đồng các bác nhá. Hơn 800 triệu đồng cho chiếc số sàn 2018. Rồi. Đấy, các bác có thể thấy không ạ? Những chiếc xe của công ty Trung Thực Auto thì so với cùng đời thì đều là những chiếc xe cực kỳ đẹp. Đấy. So với những chiếc xe cùng đời, cùng tầm giá có mặt trên thị trường nha các bác nha, thì nó sẽ là những chiếc xe vô cùng đẹp. Bởi vì công ty Trung Thực Auto là có 3 tôn chỉ vô cùng quan trọng. Thứ nhất đó là có phải có một quan điểm nhất quán từ phía ban lãnh đạo trở xuống, là chỉ kinh doanh những chiếc xe có chất lượng tốt. Đó. Thứ hai là có một quy trình kiểm định chất lượng đầu vào vô cùng nghiêm ngặt. Và thứ ba là có một đội ngũ kỹ thuật trình độ cao, đấy, có thể thẩm định để mang về những chiếc xe đẹp như thế này để phục vụ các bác. Rồi. Ok. Chúng ta đến với tiếp một chiếc máy dầu. Đây là một chiếc máy dầu một cầu số tự động, sản xuất năm 2020 các bác nhá. Chiếc này là biển tỉnh tên cá nhân và cũng được một chủ sử dụng từ đầu ạ. Đấy, một chủ luôn. Số km lăn bánh là 1,8 vạn km. Giá lăn bánh mới là 1 tỷ 2.
Còn giá hiện tại là khoảng hơn 1 tỷ một chút nha các bác nha. Hơn 1 tỷ một chút. Và em xin nhắc lại là mức giá đó em cũng hoàn toàn có thể quyết định một cách linh hoạt. Đấy. Các bác cứ qua xem xe và lái thử trực tiếp, đúng không ạ? Để cảm nhận. Ngoài cái việc là các bác qua xem xe lái thử, các bác lái thử những chiếc Fortuner thì em có thể hoàn toàn mời các bác lái thử thêm Lắc A, đúng không? Rồi, Toyota Cross. Đây, có rất nhiều mẫu xe bên em, rất nhiều mẫu xe nha. Corolla Cross cũng mới về, chưa kịp đánh vào cửa hàng luôn. Santa Fe đỏ ở phía sau luôn. Nhà em bây giờ đang là full bãi luôn. Full bãi phải đi gửi cả các nơi khác. Đấy. Thì các bác có thể là lái rất nhiều các dòng xe. Đằng sau em thì có Sedona này, có Sorento này, có gì? Exploser này. Đấy, rất nhiều Nissan Terra này. Các bác có thể lái thử trải nghiệm. Trung Thực Auto là đơn vị có rất rất nhiều xe để các bác có thể là lái thử trải nghiệm các dòng xe, xem nó dòng nào nó hay hơn dòng nào ở điểm gì. Đấy. Gọi là ưu điểm và nhược điểm của từng dòng. Đấy. Mình tự trải nghiệm thì nó sẽ sướng hơn là cái việc chúng ta ngồi xem các bác cái review ở trên YouTube, đúng không ạ? Đấy. Xem review thì mình gọi là thu lạp thêm kiến thức rồi. Còn quan trọng nhất vẫn phải là chính mình, đúng không ạ? Thì em khuyến khích các bác là cứ qua xem xe và lái thử, kiểm tra chất lượng trực tiếp. Và khuyến khích các bác là lên đi cùng với cả thợ quen, đồng thời có thể mang xe ra đại lý chính hãng hoặc gara bất kỳ mà các bác tin tưởng, đúng không ạ? Đấy, rất là vô tư các bác nhé. Rồi, chúng ta đến với chiếc tiếp theo. Đó là chiếc máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2017 các bác nhá. 2017. Biển tỉnh. Số km đã lăn bánh của chiếc xe này là khoảng 6,1 vạn km ạ. 6,1 vạn đây, nhà em có xe về đây ạ. Rồi. Ok, kệ xe mới về em vẫn quay cho các bác được. Rồi, ở thời điểm lăn bánh mới thì chiếc xe này sẽ có giá là khoảng 1 tỷ 250 triệu đồng ở thời điểm 2017. Và hiện tại thì em đang mong muốn mức giá cho chiếc xe này là khoảng hơn 850 triệu đồng các bác nhá. Hơn 850 triệu đồng cho mẫu. Cũng là màu nâu cà phê, giống chiếc kia các bác nhá. Rồi. Đây là một chiếc màu trắng, em giới thiệu luôn chiếc này vậy. Đúng không ạ? Rồi. Chiếc này thì là cũng là máy dầu và một cầu số tự động, sản xuất năm 2020. Nhưng nó đã là form 2021 các bác nhá. Đây, các bác có thể thấy form 2021, năm sản xuất là 2020. Rồi, được chiếc này của em là biển tỉnh, tên cá nhân. Số km đã lăn bánh là 2,3 vạn km ạ. 2,3 vạn km cho chiếc xe này. Đấy. Thời điểm lăn bánh mới thì nó sẽ có giá là 1 tỷ 250 triệu đồng. Đó. Giá mong muốn hiện tại của công ty Trung Thực Auto dành cho mẫu xe này là khoảng hơn 1 tỷ một chút ạ. Hơn 1 tỷ một chút các bác nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chiếc màu đen này đi ạ. Rồi, chiếc màu đen này là máy dầu một cầu số tự động, sản xuất năm 2019. Màu đen. Đó. Biển tỉnh. À không, chiếc này là biển thành phố các bác nhá. Chiếc này biển thành phố. Tên cá nhân và được một chủ sử dụng từ đầu ạ. Số km đã lăn bánh là 3,7 vạn km zin. Zin 100% luôn. Cam kết số km cho chiếc xe này. Giá lăn bánh mới là 1 tỷ 250. Giá hiện tại là khoảng hơn 990 triệu. Chưa đến 1 tỷ các bác nhá. Chưa đến 1 tỷ dành cho mẫu xe này. Ok. Rồi, và các bác cũng chỉ cần chuẩn bị khoảng tiền mặt là khoảng 300 triệu là có thể lái xe về, còn lại trả dần hàng tháng. Đấy. Và cái chính sách hỗ trợ của ngân hàng dành cho xe đã qua sử dụng và xe mới là hoàn toàn giống nhau các bác nhá. Giống nhau 100%, nó không khác nhau gì cả. Đấy. Nó cũng là 30% giá trị xe. Thì chiếc này nó loanh quanh khoảng gần 1 tỷ. Thì các bác cũng là cần chuẩn bị số tiền là khoảng loanh quanh khoảng 300 triệu, gần 300 triệu là có thể lái xe về, còn lại trả dần hàng tháng. Đấy. Và em cũng có một chút muốn tâm sự với các bác. Thì là rất nhiều các bác hỏi là thế thì mua xe mới so với mua xe lướt thì nó có ưu nhược điểm gì? Đấy, thì em cũng xin phân tích là nếu các bác không phải lăn tăn quá nhiều về tiền, đại loại là chúng ta gọi là không quan tâm về giá,
thì các bác lên mua xe mới. Đấy, mua xe mới thì với điều kiện như là xe mới các bác không phải chờ nhá. Có những mẫu xe các bác phải chờ, trong hãng không có hàng. Đấy. Còn nếu có hàng thì các bác mua xe mới. Mua xe mới thì yên tâm 100%, không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Đấy. Tuy nhiên cái chi phí cho cái việc đập hộp, chi phí cho cái khấu hao năm thứ nhất, năm thứ hai nó khá là cao đối với một chiếc ô tô. Đấy. Thì những người mà muốn gọi là tối ưu về tài chính thì họ sẽ chọn xe đã qua sử dụng. Với điều kiện là phải kiểm định được chất lượng các bác nhá. Kiểm định được chất lượng. Và một điều còn quan trọng hơn cả chất lượng, đấy chính là vấn đề pháp lý. Vấn đề pháp lý, hai vấn đề vô cùng quan trọng. Đấy. Thì các bác phải kiểm định được. Và vì sao em luôn khuyến khích các bác là lên đi xem xe và lái thử cùng với thợ quen, đồng thời mang xe ra đại lý chính hãng hoặc gara bất kỳ mà các bác tin tưởng để kiểm tra chất lượng xe. Còn về phần giấy tờ pháp lý thì bên em sẽ hỗ trợ các bác sang tên đổi chủ được. Đấy, thì có nghĩa là nó chuẩn chỉ hoàn toàn. Và với một cái cơ sở cơ ngơi lớn như thế này, dàn xe của bọn em lên đến gần 100 tỷ đồng thì bọn em không phải vì một vài cái xe mà đánh mất cái uy tín của mình, đúng không ạ? Chúng ta lại đến với chiếc xe tiếp theo. Đó là chiếc Fortuner một cầu số tự động, sản xuất năm 2017, biển thành phố tên cá nhân. Đấy, biển thành phố tên cá nhân. Số km đã đi là 6,2 vạn. Thời điểm năm bánh mới thì con này nó sẽ có giá loanh quanh khoảng 1.3 tỷ. Đấy. Và hiện tại thì em đang mong muốn mức giá cho em nó là khoảng hơn 850 triệu đồng. Hơn 850 triệu đồng. Đấy. Các bác có thể thấy không? Sau 4 năm sử dụng nó cũng gọi là khấu hao khá nhiều về mức giá. Đúng không ạ? Thì người chủ sở hữu tiếp theo sẽ được lợi khá là nhiều về giá. Rồi. Nhưng mà cái lo lắng của xe cũ là xe đã qua sử dụng, đó chính là chất lượng và pháp lý. Thì các bác nhớ giúp em hai điều đấy. Và làm sao các bác xử lý được hai điều đấy thì mới là yên tâm. Rồi, chúng ta đến với chiếc máy dầu một cầu số tự động, sản xuất năm 2019, biển tỉnh tên cá nhân. Chiếc này của em thì đã lăn bánh là 3,8 vạn các bác nhá. 3,8 vạn. Rồi. Hiện tại thì em đang mong muốn mức giá cho chiếc xe này cũng là hơn 990 triệu đồng. Hơn 990 triệu đồng. Tức là các bác đã tiết kiệm được khoảng hơn 250 triệu đồng so với cả lúc mua mới các bác nhá, so với cả lúc mua mới 2019, tức là sau khoảng 25 lăn bánh thì các bác đã tiết kiệm được khoảng 250-300. Ok. Chúng ta đến với chiếc máy dầu một cầu số tự động 2019 tiếp theo. Chiếc màu xám. Xám lơ xanh. Ok. Biển tỉnh tên cá nhân. Và chiếc này cũng được một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Một chủ sử dụng từ đầu. Số km đã lăn bánh là 3,8 vạn. Giá hiện tại của em dành cho chiếc xe này là khoảng hơn 980 triệu đồng ạ. Hơn 980 triệu đồng dành cho chiếc xe này. Đấy. Và em cũng xin nhắc lại một lần nữa là mức giá đó hoàn toàn có thể em có thể là quyết định một cách linh hoạt được. Thì rất mong là các bác cứ qua xem xe và lái thử trực tiếp. Đấy. Thậm chí là nếu các bác khi em quay lên này, các bác chưa thấy một cái chiếc xe nào đúng nhu cầu của các bác, hoặc các bác có mong muốn về một chiếc xe như thế nào, thì các bác hoàn toàn có thể gọi điện đến số điện thoại của em trên màn hình để các bác có thể đặt hàng. Ví dụ các bác đang cần tìm một chiếc xe tên là gì, đời nào, tức là sản xuất năm bao nhiêu đấy ạ, phiên bản gì, và đây mời bác đi vào. Đấy, các bác có thể thấy không, ở đây rất nhiều các hãng xe, có cả những chiếc xe Matiz rất là nhỏ. Rồi, em nói tiếp câu chuyện là các bác có thể đặt xe bên em. Đó là gì? Các bác có thể để lại thông tin về xe như là tên xe, phiên bản, năm sản xuất và màu sắc. Thì ngay khi có xe về, em sẽ báo các bác đầu tiên để các bác không phải chờ đợi, đúng không ạ? Đấy, thì rất nhiều các bác đã đặt hàng, tin tưởng công ty Trung Thực Auto và đã đặt hàng thì sẽ rất là nhanh có xe thôi. Đấy, không phải mất thời gian quá nhiều cho việc mong mỏi chờ đợi, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ
Đây là chiếc Santa Fe này cũng mới về này. Đấy, đúng đời đúng bản là các bác, đúng màu sắc là các bác có thể là lấy. Ok ạ. Rồi chúng ta đến với chiếc xe tiếp theo là một chiếc máy dầu một cầu số sàn các bác nhá. Chiếc này số sàn, sản xuất năm 2016. Rồi, chiếc này của em là biển thành phố. Số km đã lăn bánh là 7,2 vạn. Đó. Giá mong muốn của công ty Trung Thừa Auto là khoảng hơn 680 triệu đồng dành cho chiếc xe này. Ok ạ. Rồi đây, mời các bác cùng ra đây và chúng ta cùng tham quan thêm một chút nữa. Cái chiếc này thì hôm nọ em giới thiệu rồi đúng không ạ? Chiếc này em giới thiệu rồi. Nó là Ford EcoSport bản Titanium. Hôm nọ em giới thiệu rồi, các bác có thể xem video chi tiết thêm. Đấy. Còn em muốn giới thiệu một chút nữa là đây, cái ô đầu tiên này là bọn em chuyên là hay quay ở đây đúng không? Nên là sẽ hay đánh ra đánh vào. Đấy. Khoe các bác một chút nữa là em mới cho thay đổi toàn bộ cái hệ thống nhận diện thương hiệu. Đấy. Trung Thực Auto, Vương quốc gầm cao. Đấy. Bên kia là website, các bác có thể truy cập vào trungthucauto.vn. Đó là website của bên em. Thì các bác sẽ theo dõi được toàn bộ các cái sản phẩm đang sẵn sàng được bày bán tại showroom. Thì cũng đồng thời là cũng được bày bán ở trên website. Nó sẽ là chuẩn chỉ luôn nha các bác nha. Xe nào còn sẽ là em sẽ để lại trên website. Còn không có thì có các bạn là chuyên viên gọi là admin của website là sẽ gỡ xuống. Đấy, rất chuẩn chỉ. Rồi, và kết thúc video thì em xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến các bác cùng toàn thể gia đình. Hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin cảm ơn các bác.